đây là sản phẩm đầu tiên trong dự án Check-in Vĩnh Phúc của chúng ta. Hy vọng mọi người cùng tôi chung tay để thực hiện dự án này thành công tốt đẹp. Bố đang bận, có việc gì không các con? Bố bận không? Có việc gì mà các con nghiêm trọng đấy? Nào, vào đây. Ngồi đây để bố nghe xem hai con có chuyện gì nào. Sao? Hai chị em muốn nói bố chuyện gì? Một ngày bố kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Sao con lại hỏi bố điều ấy? Bố cứ trả lời đi ạ. Các con không cần biết điều này. Có phải là 1 triệu không ạ? Ừ, cứ cho là thế đi. Hai con chỉ muốn hỏi bố chuyện đó thôi phải không? Thế thì bây giờ hai chị em lên phòng đi ngủ đi nhá, để bố cho bố làm việc. Bố, có chuyện gì nữa thế các con? Các con muốn hỏi bố chuyện gì? Con muốn xin bố 100 nghìn. Con xin bố tiền để làm gì? Con Yêu, tại sao hai đứa không trả lời? Các con nói đi, các con xin tiền bố để làm gì? Con có biết là bố còn rất nhiều việc phải làm không? Mà tại sao các con lại mất thời gian của bố? Thầy còn xin về bố nữa, các con định mua gì? Thôi, bố không muốn nói nhiều nữa. Các con đi lên gác đi ngủ ngay. Đừng để bố nổi nóng đi nữa. Con chưa lên à? Chị Miu, bây giờ phải làm thế nào? Mình không xin tiền được của bố thì phải làm sao? Chị cũng không biết được nữa. Em thực sự muốn mua được cái đó. Bố vào được không hai chị em? Bố xin lỗi, lúc nãy bố hơi nóng. Mà tại hai chị em vào khi bố đang bận nên bố... Bố xin lỗi hai con nhé. Nào, hai chị em nói cho bố biết tại sao lúc nãy hai chị em lại muốn xin bố 100 nghìn. Bọn con... Bọn con muốn xin bố thêm tiền để có thể mua một ngày làm việc của bố, để bố có thể ở nhà chơi với bọn con một ngày. Lâu lắm rồi bố không cho con, bố chỉ muốn đi chơi. Cả mẹ nữa, cả nhà mình không được đi chơi cùng nhau. Có không con bố phải mua đồ chơi, mua xe ô tô được cho con. Con xin lỗi, bố xin lỗi, bố sai rồi. Thế này nhá, ngày mai bố sẽ xin nghỉ làm, bố sẽ đưa hai con cả nhà mình đi chơi. Các con đồng ý không? Nhá. Bố chào con một lần thôi. Ừ. Đây con. Mai bố đưa con với chị Miu đến đây được không bố? Các con muốn tham gia chương trình này à?
Vâng, vì đây là nói về bố đấy, đúng không Bi? Ừ, được rồi. Vậy thì ngày mai bố sẽ đưa các con đi tham gia chương trình này nhé. Sau đấy, sau khi cắt tinh xong thì cả nhà mình sẽ đi chơi ở đây luôn. Các con đồng ý không? Ok, thế thì bây giờ Bi, con ra lấy chuyện ra đây. Bố sẽ đọc chuyện cho các con nghe. Thật á, bố kể chuyện cho con nghe. Bố đã lừa con bao giờ chưa? Thế thì con đi ra lấy chuyện ra đây đi. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng không có con cái. Dry skin and know what's coming up. Now our bodies feel like dancing. That's the reason's coming up. A taste of joy in me tries to make me loud. I can't resist, I just want to show it out. People around me try to make it loud. This is the moment, come on, let's enjoy it now. My state's a perfect place, tries to make me laugh. That's all I need, I just have to cry it out. People around me try to make it loud. This is the moment, come on, let's enjoy it now. To show it out, people around me try to make it loud. This is the moment, come on, let's enjoy it now. Enjoy.